Lấy bánh tráng chùi đít hả chị? Trời trời hết chị. Mày xách cái điện thoại mày ra tao nói chuyện với mẹ mày. Cái này là tao phải nói chuyện với mẹ mày mới nói được. Ba em mờ leo nóc nhà hả? Thôi ba em mờ leo nóc nhà hôm qua leo nóc nhà xuống tay rung tực 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 xuống không được nữa. Hôm qua không có củ ba tao chắc tao ở trên nóc nhà luôn à. Thì không thiệt. 5M nhảy xong. Yên vậy trời, 12 giờ trưa. Bà đó bà nhìn kìa. Chết rồi, có ghe lại mọi người ơi. Má nó mệt. Còn cái nữa, còn cái nữa. Mà em nhảy xuống. Cái áo này nó văng ngược lên. Được rồi chị. Không. Mình nói là sao mình khuyến mãi thì mình khuyến mãi. Chị Phương và chiếc lai sở chìm bất ổn. Em sẽ cắn, em cắn vô cái em vừa nhai em vừa lộn mèo mọi người. Cái chút á, cái bún đậu mắm tôm á là cái này nè nó sẽ tràn ra lỗ mũi em. Ô, thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì vậy trời? Lấy bánh tráng chùi đít đi chị. Trời ơi bà nội thấy nó vô duyên không bà nội. Cái gì vậy trời? Ai tặng cái gì? Ê, cái này cái hương rồi ba. Cái gì vậy? Cái... Em hùng bà nội nha mọi người. Cái hùng gì? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Vui quá trời vui rồi kìa. Chủ bà nội leo cây dừa đi chị, leo dừa không? Leo không nổi tao. Bà nội có bồ chưa kìa? Bà nội có chồng rồi. Trời ơi, sao mà tặng cái gì kỳ cục cho bà nội vậy? Ôi, đừng có tặng cái đó. Không ngày nào được yên. Má tài chừng nó gung hôm qua cũng bệnh luôn á. Lên 7M em khuyến mãi em nhảy 2 cái luôn á. Rồi thay đồ em lên em ăn rồi em nghỉ chơi rồi đó. Thấy ghê quá, ghét tao như khùng như điên vậy trời, 12 giờ trưa. Bà đó bà nhìn kìa. Cục cứt mũi. Thấy ghê quá. Ghê quá, chết mẹ rồi. Em lấy rồi. Em thay bộ đồ bà nội của bà nội em bận. Hiểu rõ không? Đồ của tao kìa. Ai mặc con nội bà nội lên thấy cũng đẹp gái lắm chưa? Đi gan bà nội luôn. Trời trời. Chị cua tre vải lạng. Cảm ơn mẹ à. Ý anh Trung Đức vô nè. Nhìn em như 18 vậy. Chả hết cả anh Trung Đức ơi. Kệ nó cười lên cho xinh. Thấy avatar em đẹp không? Ồ sao mấy đứa này nó môi ra mấy tấm hình em ngày xưa á mọi người. Kiểu mà thời em thời nhà Minh tới giờ, mấy tấm hình em chụp thời nhà Minh tới giờ.